người chiến thắng ngày hôm nay chính là anh Nam Phương Nam. Vẫn thắng nha. Vẫn thắng hả? Này, 5 điểm an ủi. Wow, Ricky Star, không biết bây giờ anh đã sẵn sàng cho hình phạt ngày hôm nay chưa? Không, em nghĩ là sau cái show này thì anh có khá là nhiều kinh nghiệm để làm người yêu rồi đó. À, anh có kinh nghiệm thêm về cái phần kiểu ứng xử như thế nào để mình trở nên đẹp trai hơn. Trở nên đẹp trai hơn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Hợp lý không ạ? Đâu, em thấy anh suy nghĩ nhiều á. Cùng người nhạy cảm nhiều, nhạy cảm quá à. Chứ nãy giờ tụi em bình thường mà. À. Em cũng không thấy bình thường. Ê, nãy giờ chỉ bình thường mà bé. À, hình phạt ngày hôm nay đó chính là vừa nhảy sexy, vừa rap một đoạn thất tình thường xấu tính. Trời đi anh, cái này em cũng nghĩ không làm khó được bắt Kim Thang đâu. Yeah. Động tới nghề nghiệp anh rồi. Nhớ sexy nha. Ủa, sexy nghề nghiệp của anh là sexy hay rap? Hả? Nghề nghiệp của anh là rap hay là nhảy sexy? Thực ra thì cái đam mê bên trong của anh là nhảy sexy. Đúng rồi. Wow. Anh muốn một cái gì đó nó phải thật gợi cảm. Wow. Bây giờ anh hãy thể hiện bản thân đi, sống là chính mình đi. Thời tới rồi đó anh. Quay, chuẩn bị má quay cái kiểu này nọ nha mọi người ơi. Ê, có cần em tránh ra không? Ôi chết rồi. Từ từ, cái câu đầu là cái gì ta? Khoa học để chứng minh gì đó. Ok. Khoa học để chứng minh cho mỗi người bình thường có 3 người thất tình. Thất tình hay gì? Thất tình hay gì? Thất tình hay gì? Tình có người bạn thất tình chứ thất tình được rồi em. Được rồi, quá hay rồi. Anh thì phạm nhẹ một đoạn vậy thôi. Quá hay rồi. Wow. Em nghĩ là sau cái show này thì anh cũng sẽ có nhiều show về sexy dance hơn. Anh mong là vậy, anh cũng muốn lấn sân. Mọi người ơi, mọi người thấy cái màn trình diễn vừa rồi của Ricky Star như thế nào nhỉ? Mọi người nhớ là thả tim và cũng nhớ tương tác thì nhiều để cho tí nữa Emma có thêm thử thách để Emma hành hạ khách mời ngày hôm nay nha.